Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Như các bạn cũng thấy thì khi chúng ta đi giao thông ở ngoài đường, tình trạng khói bụi uh, từ xe máy, từ ô tô, từ các phương tiện giao thông đang làm không khí ngày càng ô nhiễm. Các tòa nhà chung cư được xây với nhiều lớp kính tạo nên một bầu không khí nóng nực và ngày càng làm cho không khí của chúng ta ô nhiễm hơn. Thời tiết hanh khô của Việt Nam cũng tạo điều kiện cho việc các hạt bụi phát triển một cách mạnh mẽ Như bây giờ Ngọc Hoa có thể check cho các bạn xem chỉ số độ trong lành của không khí qua phần mềm đó là xùa Các bạn có thể nhìn thấy ở đây bầu không khí của chúng ta, Ngọc Hoa hiện nay đang đo ở Hà Nội các bạn nhé ở hàng động là 153, chỉ số này có hại cho sức khỏe đã được cảnh báo đỏ. Và theo như các bạn thấy thì nếu như mà chỉ số không khí của chúng ta ô nhiễm ngày một càng cao, uh, số bụi ngày càng một tăng lên và đặc biệt là số lượng bụi mịn Như các bạn có thể thấy rằng bụi mịn là loại bụi mà có kích thước từ 0,1 đến 2,5 micromet Loại bụi này khi chúng ta hít phải sẽ găm trực tiếp vào trong phổi của chúng ta Nó gây tắc nghẽn đường thở và nó làm giảm cái khả năng uh, cung cấp oxy trong cơ thể chủ của chúng ta dẫn đến rất nhiều các bệnh có thể xảy ra đối với trẻ nhỏ cũng như người lớn như là viêm phổi viêm phế quản viêm đường hô hấp và nặng hơn nữa là suy hô hấp. Vâng và qua những trăn trở về vấn đề ô nhiễm cũng như làm cách nào để có thể bảo vệ sức khỏe của uh, mọi người uh, với tiêu chí của chúng tôi như các bạn cũng biết đấy là chất lượng là uy tín. Chúng tôi đã gặp những nhà cung cấp uy tín tại đất nước Hàn Quốc và mang tới một sản phẩm rất là hữu ích cho chúng ta đấy chính là sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 Hàn Quốc. Vâng, đây thưa các bạn, đây chính là khẩu trang KF94 của Hàn Quốc. Loại khẩu trang này có thể chống bụi siêu mịn dưới 2,5 năm micromet các bạn nhé. Và khẩu trang này có hai màu, đấy là màu đen và màu trắng. Dành cho cả những anh nam giới nếu như chúng ta ngại đeo màu trắng vì uh, trông nó không được đẹp mắt lắm thì chúng ta có thể đeo màu tra, uh, đen. Bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ bóc cái khẩu trang này ra cho các bạn xem, đầu tiên là màu đen nhé các bạn có thể thấy ở đây là khẩu trang được thiết kế theo hình oval nên là ôm sát vào khuôn mặt à, nó có thiết kế 3D cũng rất là đẹp mắt tạo cảm giác thoải mái cho chúng ta phía bên trong của khẩu trang kf94 này thì hoàn toàn là trơn nên là cái khả năng bụi bám vào bên trong đều không có và nó sẽ không gây ma sát đối với da đặc biệt nữa là khẩu trang kf94 thì được À, làm với chất liệu vải không dệt. À, khi các bạn đeo dài ngày thì các bạn có thể thấy các loại khẩu trang khác nó sẽ sờn ra các cái sợi lông. Đối với những ai da nhạy cảm, đặc biệt là đối với những ai mà hay bị mụn, khi chúng ta đeo vào thì những sợi lông đấy sẽ ma sát vào phần mụn, đầu mụn của chúng ta sẽ gây tổn thương phần da đó và nó sẽ không tốt cho da của chúng ta. Nhưng với khẩu trang kf94 với hình oval này ôm sát vào khuôn mặt và bên trong là độ trơn nên là nó sẽ không gây ma sát vào các vết bụi hay vết thương của chúng ta chị em phụ nữ đi làm thì thường chúng ta sẽ lo rằng đến nơi thì chúng ta sẽ bị nhòe son hay là chúng ta sẽ bị lem mất phần phấn mà chúng ta mất công trang điểm cả buổi sáng đúng không ạ nhưng đặc biệt với khẩu trang cái F94 này thì hoàn toàn không có điều đấy xảy ra các bạn nhé à, hơn nữa là với khẩu trang kf F94 này thì nó còn có 4 lớp pin lọc nhé các bạn nhé Nên tất cả các hạt bụi nhỏ hơn 2,5 micromet được tính là bụi mịn đều được lọc qua lớp khẩu trang này Các bạn nhìn thấy nó hoàn toàn khác với các khẩu trang chống bụi mịn khác mà các bạn thấy là thường có một cái lỗ um, thoát khí Nhưng mà với khẩu trang KF94 thì không cần có lỗ thoát khí nhưng vẫn chống được bụi siêu mịn đấy là một điểm rất ưu việt và đây giờ thì Ngọc Hoa sẽ thử cho các bạn xem tại vì sao Ngọc Hoa nói rằng là chúng ta sẽ uh, không bị lem son không bị uh, làm mờ vết phấn hay là nó sẽ ôm sát vào khuôn mặt của chúng ta như thế nào thì uh, trên đây là Ngọc Hoa sẽ có ba loại khẩu trang nữa uh, cũng mà đó là những loại khẩu trang mà mọi người hay dùng thường ngày và hãy xem xem là nó khó khác gì với cả khẩu trang cái F94 này nhé. Vâng, thưa các bạn, đây chính là ba loại khẩu trang mà rất nhiều người ở Việt Nam chúng ta đang sử dụng. Đầu tiên đấy là khẩu trang vải đúng không ạ? À, thứ hai là một loại khẩu trang nữa và thứ ba là loại khẩu trang nữa ngọc hoa không nói tên thì uh, chắc các bạn nhìn khẩu trang các bạn cũng biết đây là những loại khẩu trang của hãng gì rồi đúng không ạ bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem là uh, hiện nay thì ngọc hoa đang tư uh, đang trang điểm rất là đậm các bạn cũng có thể nhìn thấy vậy thì chúng ta sẽ đeo cái khẩu trang này vào và xem cùng ngọc hoa xem xem là nó có làm lem cái vết son của chúng ta hay là nó có làm mờ kính của ngọc hoa không nhé vì những đặc biệt là đối với, với những ai mà bị cận như ngọc hoa này hay là chúng ta phải đeo kính thì cái việc mà lưu thông ra ngoài đường mà khi mà có hơi nước nó bốc lên sẽ dẫn đến là làm mờ kính rất nguy hiểm cho cái vấn đề chúng ta giao thông ở bên ngoài đúng không ạ vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng Ngọc Hoa thử nhé Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng Ngọc Hoa đeo cái khẩu trang này nhé Các bạn nhìn thấy không? Vẫn còn lỗ này Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cởi cái khẩu trang này ra xem có bị, bị lem son không nhé Bạn nhìn này Ở đường vân này các bạn nhìn thấy vết son của Ngọc Hoa này Cùng với cả vết phấn đúng không ạ? Đấy Chính tỏ là khẩu trang này đã làm lem vết trang điểm của chúng ta rồi Bây giờ chúng ta sẽ thử sang cái thứ hai nhé. Đây là một dòng khẩu trang khác này. chiếc khẩu trang này thì cũng khá ôm sát vào khuôn mặt của chúng ta. Đấy, và bây giờ nếu như mà chúng ta để một lúc này, Hoa vẫn nói chuyện với các bạn bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ cởi ra. Các bạn nhìn này, ở rìa của khẩu trang các bạn vẫn nhìn thấy có một chút son này. Ở hai bên này là đều có phấn này. Các bạn có thể nhìn thấy đường phấn được bám hai bên. Nó chính là hai bên này. Khi mà khẩu trang ôm vào khuôn mặt của chúng ta thì sẽ có phấn ở đó. Tức là khẩu trang này cũng không thể giúp chị em phụ nữ chúng ta đeo vào vừa bảo vệ sức khỏe mà vừa xinh đẹp được đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thử chiếc khẩu trang này cuối cùng này nhé. Cái này nó hơi to một chút. Chắc chắn là đối với khẩu trang này thì sẽ không chống được bụi mịn đâu các bạn nhé Vì nó không hề có lớp lọc nano Nên là sẽ không thể nào chống được bụi mịn cho các chúng ta Nó chỉ có thể chống được những hạt bụi to từ Tức là từ 2,5 đến 10 micromet thôi Và các bạn nhìn này Nếu như Ngọc Hoa mà thở ra nhé Thì lớp kính của Ngọc Hoa đang bị mờ đi rõ rệt luôn Và như thế thì khi chúng ta giao thông Sẽ rất là nguy hiểm và các bạn có thể thấy ở đây là lớp son và lớp phấn nó cũng bị bám vào đây. Vậy thì hai cái ba cái khẩu trang Ngọc Hoa vừa mới thử cho các bạn nó sẽ làm lem vết son của chị em phụ nữ cũng như là vết phấn đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thử cái khẩu trang này nhá. Bên ngoài là màu đen đúng không ạ? Nhưng mà bên trong nó là màu trắng nên là rất dễ để xem xem là nó có bị lem hay không. Đặc biệt là nó có đường cong về thanh sắt này có thể các bạn có thể điều chỉnh độ to nhỏ của mũi sao cho khít để không có không để không bị hở ra để bụi nó tránh lọt vào bên trong. Ở bên dưới bạn kéo xuống nhé. Đấy, kéo xuống ôm sát vào phần cầm của mình Ở trên này cũng thế Bạn chỉnh cho sát vào mũi của mình toàn bộ được ôm khít vào khuôn mặt của chúng ta này và ra ngoài các bạn có thể nhìn thấy mặc dù là được ôm khít vào khuôn mặt của Ngọc Hoa nhưng mà không hề có vết phấn son cũng không có đúng không ạ? Vâng, không có không hề có bất cứ một vết son nào ở trên chiếc khẩu trang này. Vậy thì đây là một khẩu trang rất an toàn và thử lại nhé, xem là kính của Ngọc Hoa có bị mờ không nhé. Chúng ta thử lại một lần nữa này Và bây giờ Ngọc Hoa sẽ nói chuyện với các bạn như bình thường Các bạn không nhìn thấy hơi nước được bốc lên ở trên kính của Ngọc Hoa Tất cả đường, tất cả hơi nó đều được thoát ra qua đây Các bạn nhé Và thoát qua mặt thoáng khí của nó của khẩu trang KF94 Nên hoàn toàn các bạn yên tâm rằng khi các bạn đeo việc di chuyển của chúng ta đối với những ai mà có thị lực kém đều có thể rất là an toàn và không gây nguy hại gì vì khi chúng ta đi trời mưa hay chúng ta đi thời tiết lạnh chẳng hạn Uh, khi mà thời tiết lạnh thì các bạn thở thì sẽ ra um, hơi nước rất là nhiều đối với khẩu trang chống bụi mịn kf94 này thì hoàn toàn khác các bạn đi các bạn rất là yên tâm vì kính của mình sẽ không bị mờ đối với chị em phụ nữ chúng ta thì chúng ta sẽ yên tâm là đến nơi chúng ta không phải mất công vào uh, phòng vệ sinh để trang điểm lại những cái vết son bị mờ bị lem hay vết phấn bị trôi đấy đây là một điểm rất là đặc biệt và rất là tốt của khẩu trang kf94 để biết thêm thông tin chi tiết về khẩu trang kf94 này, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới của video này, ở kích vào đường link ở đó thì các bạn có thể truy cập vào website kurasok24h.com. ở đó Ngọc Hoa đã có chi tiết toàn bộ thông tin cũng như hình ảnh về khẩu trang chống bụi mịn kf94 Hàn Quốc cũng như là làm cách nào dùng để hiệu quả nhất. hoặc các bạn có thể liên hệ ngay theo số hotline 09 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm cách nào để sử dụng khẩu trang KF94 này hiệu quả nhất. Và uh, khẩu trang KF94 này thì có hai dòng nhé các bạn nhé. Đấy là dòng của người lớn và dòng của trẻ em. Dòng của người lớn thì có hai màu như Ngọc Hoa lúc nãy vừa nói. Đấy là màu trắng và màu đen. Các bạn có thể tùy chọn theo sở thích của mình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.